Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một câu intro khá hay, nghe khá phiêu trong cái tông mi thứ để chúng ta có thể đem ra áp dụng đối với hàng trăm bài hát khác nhau. Bản chất của cái câu intro này là chúng ta chạy nốt tự do các bạn nhé, các bạn phiêu theo tâm hồn, cho nên chúng ta không liên quan đến nhịp phách, chúng ta chơi tự do thì chúng ta có thể áp dụng được khá nhiều bài hát. Chúng ta không cần biết bài đó là điệu slow rock hay điệu ballad, tức là chúng ta không cần biết là nhịp gì, bởi vì như tôi vừa nói, chúng ta chơi câu intro này tự do, không cần nhịp phách đó. Thì sau khi chúng ta chơi cái câu như thế này, chúng ta phiêu một lượt xong rồi chúng ta vào bài hát, thì khi đó chúng ta mới vào theo nhịp của bài hát. Còn khi chúng ta chơi thì chúng ta không quan trọng nhịp phách. Nó khá hữu dụng các bạn nhé. Cái việc này nó làm cho chúng ta có thể đem áp dụng cho các cái bài hát khác nhau ở các điệu nhạc khác nhau. Ok, không lâu thôi nhỉ, nhạc chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ đến với câu số 1. Câu số 1 thì các bạn sẽ chơi như sau. Đó thì nó sẽ bao gồm các nốt này, các bạn nhìn lên cái màn hình hiển thị tôi ghi ấy. Tôi ghi thì nó sẽ bao gồm 3 dòng ngang. Dòng thứ nhất thì tôi ghi là tên các nốt. Tên các nốt như đồ re mi fa son thì tôi ghi thẳng bằng chữ luôn, tôi không ghi bằng ký hiệu ABCD nữa. Ký hiệu nhiều khi có nhiều các bạn, nhiều người không đọc được, nó gây sự phiền hà. Đó thì tôi ghi bằng thẳng tên nốt để các bạn dễ đọc hơn. Và dòng số 2 và dòng số 3 tôi ghi các con chữ số ấy. Các con chữ số này là định vị cái vị trí của nốt nhạc các bạn nhé. Thì các bạn hiểu đơn giản như này này, ví dụ như cái cột thứ nhất các bạn nhìn này, bao gồm dòng 1 tôi ghi là C, nó dòng 2 là số 0 và dòng 3 là số 2. Điều này có nghĩa là nốt C tại ngăn số 0 của dây số 2. Tức là cái nốt C là dây buông số 2 các bạn, ngăn số 0 tức là dây buông các bạn nhé. Ví dụ tiếp theo là ví dụ như là cái nốt nốt son này, cái cột này tôi ghi là nốt son này, son này, và dòng kế tiếp là 3 và 1. Có nghĩa là nốt son tại ngăn số 3 của dây số 1. Đó các bạn, các nốt các bạn cứ đánh theo cái vị trí tôi đã định vị, vì các cái giai điệu sau ấy, nó vào đánh những cái nốt trên này nó khá phức tạp, các bạn không thể nhớ được, các bạn cứ nhìn vào cái dãy định vị mà tôi ghi. Đó. Tuy nhiên, định vị là một vấn đề các bạn nhé. Cái vấn đề khác nữa là cái nốt nào ở ngăn nào, chúng ta bấm ngón nào mới là quan trọng. Nếu chúng ta không bấm đúng ấy thì là ngón nó sẽ chồng chéo, nó vấp lên nhau, nó đan xen vào nhau, chúng ta sẽ không chạy được ngón. Cho nên các bạn phải quan sát kỹ ngón tay tôi bấm như thế nào để các bạn còn bấm theo. Đó, câu đầu tiên chúng ta có này, tôi đọc một lượt và lượt sau tôi không đọc và tôi đánh, thì các bạn chú ý, các bạn nhìn vào chủ yếu là ngón tay thôi nhé, còn cái vị trí nốt thì định vị sẵn rồi đó. Si si mi mi fa fa son son la la si si. Đó thì tôi gảy chậm đây. Đó thì cái tên nốt tôi không phải phân tích lại nữa, các bạn cứ nhìn định vị và nhìn ngón tay tôi chơi là các bạn sẽ chơi được. Tuy nhiên nó chỉ lưu ý đặc biệt là cái nốt xí cuối cùng này, tôi ghi là la gạch ngang xí đấy, có nghĩa là các bạn gảy nốt la, các bạn kéo lên nốt xí. Rồi bên dưới đó tôi cũng ghi là 5 gạch ngang 7, tức là chúng ta gảy ngang 5, chúng ta kéo lên 7. Đó các bạn cứ làm như thế nhé, những cái nốt mà tôi nối liền đấy là nốt nó luyến. Thì tôi gảy lại đây. Thì nốt si cuối cùng này các bạn gảy đồng thời nốt si dây số 1 và nốt bass si dây số 6 cùng một lúc. Sau đó các bạn 2 3 1 2 3 1 2 3 1. Cái 2 3 1 2 3 1 này là các bạn gảy nhanh hay gảy chậm và gảy bao nhiêu lần là tùy ý các bạn nhé. Là tùy cảm xúc chúng ta thôi, tại vì chúng ta chơi câu này nó không căn cứ vào nhịp phách, chúng ta chơi tự do. Đó là tốc độ nhanh, các bạn có thể chậm. Tùy ý các bạn. Tôi làm lại đây. Đó, cái giai điệu này chúng ta có thể chơi nhanh, chơi dồn dập lên. Rất đơn giản thôi nhé. Chúng ta cùng sang câu số 2. Câu số 2 các bạn sẽ chơi như sau. Thì các bạn lại nhìn vào định vị nốt, nhìn định vị nốt và cứ nhìn tay tôi đánh này. Tôi không đọc tên nốt nữa, các bạn tự nhìn vào đó, các bạn biết là nốt gì, và cái quan trọng nhất là các bạn định vị được nó ở ngăn số bao nhiêu. Chủ yếu các bạn quan sát xem là nốt nào tôi bấm bằng ngón nào, các bạn bấm theo đúng như vậy. Lại đây nhé. la la son son fa fa mi mi la la si đô. Rất dễ thôi, về hình dáng chúng ta bấm rất dễ. Thì đến cái nốt đố này các bạn lưu ý này, nốt đố này chúng ta bấm vào ngón út như thế này thì một ngón khi gảy nốt đố thì chúng ta cái ngón trỏ này chúng ta vẫn chặn 3 dây 1 2 3 tại ngăn số 5 các bạn nhé. Mục đích là chúng ta vào hợp âm la thứ đấy. Thì các bạn gảy đồng thời nốt đô ở dây số 1 và nốt bát la dây số 5 cùng một lúc. Sau đó các bạn lại 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 thì như tôi đã nói nãy đấy, 2 3 1 nhanh hay chậm và bao nhiêu lần là tùy ý các bạn. Đây, tôi gảy lại. Thì để ngón tay nó đỡ vấp thì các bạn lưu ý khi các bạn gảy nốt mi này. Thì các bạn gảy nốt mi thì các bạn chặn luôn cả 3 dây này 1 2 3 tại ngăn số 5, các bạn gảy dây số 2 ta có nốt mi và dây số 1 ta có nốt la. Đấy, các bạn đỡ phải nhảy ngón lên xuống như thế này. Đó. Ok, chúng ta cùng sang câu tiếp theo. Câu tiếp theo chúng ta sẽ chơi như sau. Câu này nhìn thì có vẻ là rắc rối, tuy nhiên nốt tôi đã định vị trên này rồi, các bạn cứ nhìn vào đó và các bạn theo dõi cái ngón tay tôi gảy này, tôi không đọc tên nốt nữa và các bạn tập trung, các bạn định vị cái vị trí nốt mà tôi ghi trên đó, tôi ghi dưới đó và các bạn nhìn vào ngón tay xem là ngón nào chủ yếu nhất, quan trọng nhất vẫn là ngón nào bấm vào ngăn nào để ngón tay nó không vấp vào nhau các bạn nhé. Tôi gảy đây. Đó, các bạn cứ nhìn thì có vẻ nó khó, tuy nhiên là các bạn, tôi vừa đánh chậm lại một lần nữa và các bạn lại tiếp tục, các bạn nhìn vào cái nốt định vị là ngăn bao nhiêu của dây số mấy, các bạn cứ như thế các bạn nhìn thôi này. Các bạn cứ tập như thế và các bạn đánh nhanh dần lên thôi. Cái này thì các bạn phải tập khá lâu thì mới thành công được các bạn nhé. Tuy nhiên các bạn phải lưu ý này, đến câu cuối cùng chúng ta khi một ngón giữa đây, ngón giữa tức là nốt cuối cùng thì chúng ta bấm một cái nốt si tại ngăn số 2 ở dây số 5, các bạn cứ nhìn vào định vị các bạn hiểu. Đó, ngăn số 2 dây số 5 thì chúng ta bấm thêm ngón áp út vào ngăn 2 dây 3 và ngón út vào ngăn 2 dây 1, ngón trỏ vào ngăn 1 của dây 4. Chúng ta tạo thành hợp âm si 7 các bạn nhé. Thì khi chúng ta gảy nốt si xong rồi này, chúng ta 32 các bạn nhé, si này 32. Sau đó các bạn 123 123 123 123 123. Si 32 123 123 123 123 123. Đó, các bạn cứ đánh theo như thế. Đấy. Để si nhé, si 32. Sau đó 123 123 123 123 123. Đó. Các bạn có thể si 432 thì tùy, tại vì cái này chúng ta không cần nhịp phách, chúng ta chơi tự do. Si 432 123 123 tùy các bạn. Đây, tôi gảy lại câu cuối đây. Sau đó các bạn đánh câu cuối cùng này. Thì khi chúng ta câu trước chúng ta bấm cái hợp âm C7 như này, các bạn gảy dây số 1 ta có nốt pha, pha thăng, pha, sau đó ta kéo lên một ngăn là nốt son đó, pha son, sau đó các bạn bấm vào mi thứ ta gảy dây số 6 là ta có nốt mì đó, pha son mi. Mì thì sau đó chúng ta gảy này, sau khi nốt mì chúng ta đặt cái nốt mì này, mì là nốt bát, sau đó chúng ta gảy 5 4 đó, 5 4 5 4, bấm vào mi thứ các bạn nhé, mi thứ các bạn gảy mì, tức là dây số 6 đấy, 6 5 4. Sau khi gảy xong dây số 4 rồi thì chúng ta nhả ngón giữa ra, ngón áp út ở dây số 4 chúng ta giữ lại, chúng ta luyến lên ngăn số 4 đó. Thì để cho các bạn dễ hiểu tôi ghi hiển thị trên màn hình đây là luyến, luyến tức là chúng ta luyến từ ngăn 2 đến ngăn 4 này nhé, 6 5 4 luyến 3 2 1 đó, 6 5 4 luyến 3 2 1. 6 này là nốt mi đấy các bạn nhé, mi 5 4 luyến 3 2 1 đó. Câu cuối đây, cái này về bản chất là hợp âm mi thứ 9 các bạn nhé. Thì đây chúng ta cùng đánh lại cả cái đoạn intro này, rồi tôi sẽ ví dụ tôi hát một vài bài để các bạn thấy là chúng ta vào được các bài hát nó rất đơn giản các bạn nhé. Đây tôi đánh lại cả cái đoạn intro vừa đánh, các bạn vừa quan sát kỹ lại một lần. Mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông. Đó, các bạn chơi tự do, các bạn có thể đây là điệu silo rock, các bạn có thể hát một bài điệu ballad đây nhé. Câu cuối cùng này, có người từ lâu nhớ thương biển, ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng. Đó, tức là silo rock chúng ta cũng hát được, ballad chúng ta cũng hát được. Cái này tùy theo chơi tự do rất là dễ dàng, các bạn có thể áp dụng cho một bài hát bất kỳ nào trong mi thứ, khá đơn giản thôi. Xin chúc các bạn thành công.